lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 23 từ câu 13 đến câu 22. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các ngươi nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các ngươi sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các ngươi rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã từng nói: khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu đã nhiều lần của mắng khốn trong đoạn tin mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay. Người là đấng hiền lành và khiêm nhường, người đến để ban ơn phúc và cứu chữa những tâm hồn sai lạc lầm lỗi. Vậy mà hôm nay Chúa Giêsu lại nặng lời với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu, cho thấy người rất buồn và tức giận những người không chỉ từ chối vào nước trời nhưng còn ngăn cấm người khác vào, người lên án sự giả dối của họ. Dưới ánh sáng của bài tin mừng hôm nay, chúng ta cần ý thức rằng không ai trong chúng ta là những người hoàn hảo tốt lành. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có thẳng thắn nhìn xem có làm cớ cho ai vấp phạm, có ngăn cản ai đón nhận tin mừng của Chúa hay không. Chúng ta cần kiểm điểm lòng mình xem có khi nào lời nói và việc làm của mình ngăn cản những người xung quanh chúng ta, nhất là những người trong gia đình, trong khu xóm, bạn hữu, nhận rằng sự hiện hữu của Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài hay không. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống chân thành và trung thực, để mọi người chung quanh nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa đang hoạt động và sinh hoa trái nơi chính cuộc đời của chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tha thứ cho chúng con vì những lần vô tình hay hữu ý mà chúng con đã làm cho tha nhân không nhận ra tình yêu và hồng ân cứu độ của Chúa dành cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn biết hoán cải và canh tân đời sống của mình để trở nên những khí cụ hữu dụng rao truyền tin mừng và lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em mình. Amen.